Nhưng ngày hôm nay thì ông Dmitry Peskov là phát ngôn viên của Điện Kremlin đã có công bố sau đây. Ông ta nói rằng là định mệnh của Zelensky đã giết sẵn rồi. Số phận và định mệnh của Zelensky đã định sẵn rồi. Định sẵn sẽ thất bại. Đó. Nổ ghê chưa? Điện Kremlin ngày hôm nay là nổ banh xét luôn. Nổ banh xét luôn. Số phận định mệnh của Zelensky đã định sẵn rồi. Định sẵn sẽ thất bại. Thôi, thì đối với Nguyên thì thắng làm vua, thua làm giặc. Thì trận này họ thắng là cho họ gáy đi. Họ gáy càng nhiều, khi họ thất bại thì họ sẽ cảm giác đau đớn càng nhiều. Lên càng cao thì té càng đau. Cuộc đời lúc nào cũng vậy mà. À, lên càng cao thì té càng đau. Nên là bây giờ họ thắng được một mặt trận. Thì đây là trong những cái mặt trận mà họ thắng một cách vẻ vang, bởi vì họ tổn thất không nhiều. Phải nói là như vậy, thì họ có thắng nhiều đợt đó, nhưng mà tổn thất, đợt này họ tổn thất không bao nhiêu hết á. Họ thắng được một cái phòng thủ vững chắc mà binh sĩ họ tốn kém không bao nhiêu. Thì mình phải chấp nhận họ thắng thì họ thắng. Nhưng mà nổ càng cao, bốc càng nhiều, thì lúc mà họ thất bại, thì họ thất bại càng đau thôi. À, đó là Nguyên thì không có cái gì mà phải lo hết. À, bởi vì báo cáo của ngày hôm nay thì cái cuộc phản công của Nga đã chậm lại. Nếu mà bữa nay mà không chậm lại thì mới lo đó. Nhưng thì bữa nay đã không thấy được cái dấu hiệu là Nga có cơ hội thắng nữa. Thì có nghĩa là đã ngăn chặn được. Thì ok. À, ok. Đối với Nguyên thì nói như vậy thì cũng không phải là vấn đề lớn. À, chỉ mất một hai ngôi làng thì cũng không phải là cái vấn đề gì. So với một cuộc chiến tranh nó có thể kéo dài đến 10 năm. Thì mất một hai ngôi làng bây giờ thì cũng không phải là cái chuyện gì cả. Vài ngày sau lại có thể thay đổi nữa thì sao? À... Và bây giờ đó là bản tin mà ông Dmitry Peskov ngày hôm nay đã phát ngôn viên với cái lời chảnh chó của ông. Ông kêu định mệnh, số phận của Zelensky đã định sẵn. Đó là thất bại. Và nhắc đến Tổng thống Zelensky thì cho Nguyên cập nhật một bản tin nhỏ về Zelensky nữa. Tổng thống Zelensky đã có một cái lời kêu gọi là cái buổi họp sắp tới đây. Ở buổi họp NATO sẽ diễn biến ra ở tại New York. À, sẽ tổ chức tại Mỹ. Tổng thống Zelensky kêu gọi là NATO hãy nên mời chúng tôi tham dự. Chúng tôi muốn được sự tham dự trong cái buổi này. Vì hiện bây giờ chưa thấy cái dấu hiệu là NATO mời Ukraine. Nên là Tổng thống Zelensky, các ông không mời tôi thì tôi mở lời đó. Tôi muốn dự. Tôi muốn dự. Thì tháng 7 này sẽ có buổi họp ở tại New York. Đó là một cái sự quyết định rất là lớn. Thứ nhất là quyết định về cái sự việc là Ukraine có trở thành viên của NATO được hay không? Đó là một mặt. Thứ hai đó là cái chiến lược NATO đối phó với Nga như thế nào? À, với cái quyết định, chứ là quyết định quyết đoán đó, là không có nhượng bộ Nga nữa và có hành động cụ thể với Nga như thế nào? Là tháng 7 là cái tháng 7 là kịch liệt. Thì hiện bây giờ người ta chưa có mời Ukraine, thì Tổng thống Zelensky bảo tôi muốn dự đó, các ông không mời là tôi xin trước. Thì Nguyên cũng không biết thì cái tổ chức nó sẽ có mời hay không. Thì có nhiều vấn đề khó nói khi có Ukraine ở đó. Thì các vị cũng biết mà, cái vấn đề rất là nhạy cảm. Có nhiều vấn đề họ không có thể nói trước mặt Ukraine được. Vì vấn đề tế nhị. À, nên là nhiều khi Nguyên không biết là NATO sẽ như thế nào. Nhưng mà đối với Nguyên thì Ukraine sẽ được mời. Nhưng mà Tổng thống Zelensky ông ta lo xa thôi. Ông ta lo xa. Ông ta gửi lời trước. Tôi muốn được dự trong cái buổi họp liên minh NATO kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Zelensky. Và bây giờ, mấy bữa nay Nguyên cập nhật cái chủ đề kênh đào Phù Nam Tech Show. Yeah. Nguyên, lý do mà Nguyên cập nhật cái bản tin này vì công trình của Campuchia họ muốn thực thi bằng bất cứ giá nào. Đây không phải là cái lý tưởng mới. Nó đã có nhiều năm rồi. Cho Nguyên khẳng định một cái điều đó. Cái ý nghĩ là nó có lâu rồi. Là bởi vì Việt Nam chúng ta không ngăn chặn từ đầu. Việt Nam mình là chuyên gia của cái lý tưởng đó. Là chờ nước tới chân. Chúng ta mới. Chứ nó có đã từ lâu. Nguyên đã nói cho các quý vị là nó có từ lâu. Nhiều năm về trước cái kế hoạch nó đã vẽ ra. Và đã được trình bày rồi. Mình đã biết cái kế hoạch đó từ lâu rồi. Nhưng Việt Nam chúng không có lâu. Và bây giờ thì nó đã
sắp sửa xây cái công trình và bất chấp mọi sự việc. Ngày hôm nay thì ông Hun Sen, ông đã lên tiếng, ông nói là công trình này nó có đem được cái quyền lợi chúng tôi. Chúng tôi xin Việt Nam thông cảm. Ông nói như vậy. Bữa nay ông Hun Sen, ông trả lời cho Việt Nam. Ông lên đài của Campuchia, ông nói là công trình ông sẽ thực thi. Vì công trình này nó đem lợi lợi cho đất nước của ông. Và ông mong Việt Nam chúng ta thông cảm. Ủa sao thông cảm được cho nổi? Sao thông cảm được? Sao mà thông cảm được? Cái chuyện là sao thông cảm nổi? Khi lúc đó một cái nguồn sông nó không còn sông nữa, sao thông cảm nổi? Ông nói là cái vì cái quyền lợi đất nước của ông và ông muốn làm, ông kêu Việt Nam thông cảm. Thông cảm cái kiểu gì trời? Đây, thứ nhất để cho Nguyên nói cho các quý vị, đó là sai lầm của những mấy bác Red Bull. Mấy đầu óc Red Bull là nguyên mạch lắm. Khi lúc đó cái kế hoạch đó đã có nhiều năm về trước, thì lúc đó là mình lên tiếng đi, người dân mà nước ngoài lên tiếng, ấy tội phản đạo Việt Nam Campuchia, người ta mới là cái kế hoạch thôi mà. Lúc nào cũng vậy, người ta mới đưa ra cái kế hoạch thôi, người ta có làm đâu. Tụi bay như thế này, tụi bay như thế kia. Và phải biết là muốn bất cứ một cái hành động nào phải suy nghĩ, từ suy nghĩ đưa ra kế hoạch mới thực thi chứ. Cái khúc đầu không ngăn chặn người ta từ khởi đầu. Ok, không ngăn chặn người ta từ khởi đầu. Và bây giờ nó sắp sửa nó làm rồi, bắt đầu mới nhảy đông đỏng lên lo. Có kịp nữa đâu. Có kịp nữa đâu, khúc đầu Nguyên nó là khúc đầu mà dập tắt nó đâu có làm được. Thì Nguyên đã đọc cái comment của các quý vị rất là nhiều trong cái comment vừa qua. Tất nhiên có những cái ý kiến này, ý kiến kia. À, có những cái người mà Nguyên cảm giác, ví dụ cái anh Bi Quang nó nói, giờ làm sao bây giờ? Bây giờ đất nước của người ta, trên lãnh thổ người ta làm thì làm, mình đâu có làm được gì đâu. Mình chỉ có phải, gì đó, ảnh dùng cái từ gì quên mất tiêu rồi. Mình chỉ có phải tiếp ở gì? À, mình có phải làm quen thôi. Làm quen thôi. Ủa làm quen sao được, làm quen cho nổi. Ủa làm quen bằng cách nào? Anh có nhìn cái bản đồ không mà anh kêu làm quen? Cái con sông nó cắt trước chúng ta, nó không chảy xuống Việt Nam nữa, làm quen bằng kiểu gì? Nó đào cái kênh sâu hơn chúng ta, rộng hơn chúng ta, thì nước nó chảy về hướng nào? Nước nó chảy về hướng nào? Rồi nguyên cái con sông Cửu Long không còn nước nữa thì làm quen bằng cách gì? Có nhiều khi Nguyên không hiểu là mấy anh đó ảnh suy nghĩ cái gì, Nguyên không hiểu. Anh nói đất nước của người ta đâu làm được gì, bây giờ mình phải chấp nhận mà làm quen thôi. Mà làm quen kiểu gì được? Sao làm quen được? Nguyên người dân sống dưới con sông. Nước sông là cái nước cung cấp cho lúa, mạch, lương thực và nước uống đủ thứ loại hết. À, mà bây giờ bỗng như một ngày đẹp trời con sông nó không còn nước nữa thì anh làm quen kiểu gì? Anh có giải quyết được bao nhiêu mấy chục triệu dân, 50-60 triệu dân đang sống cặp ven sông không? Bao nhiêu đất đai màu mỡ, lúa trồng anh có giải quyết không mà anh kêu làm quen? Nhiều khi Nguyên không hiểu là mấy cái anh chị đó đang nhận thức cái gì. Nguyên không hiểu. À, cái đó là Nguyên nói thực tế luôn, có những cái comment là Nguyên không có hiểu được là họ có biết là họ có hiểu được cái tác động nguy hiểm đó không? Cái điều đó, thì mà có một cái ý kiến vui lắm. Mà nói gì? Việt Nam mình mưa nhiều mà. Bây giờ mình làm một cái hồ, rồi mình hứng nước mưa. Wow, Nguyên nói thực tế luôn. Nhiều khi mấy anh bác, anh chị em có những cái ý kiến mà Nguyên nói thực tế là Nguyên cũng không hiểu luôn á. Bây giờ mình phải phục vụ cho bao nhiêu dân số ở miền Tây chúng ta? Chúng ta cần bao nhiêu cái hồ? À, chúng ta xây cái hồ bao lớn để chứa được nước mưa, để cung cấp cho nước. À, nhưng mà thôi, đó là những có ý kiến. Nhưng mà cái đó là các anh không tính được là diện tích đất đai cái hồ đó bao lớn. Và để phân phối cho một cái số lượng mấy chục triệu dân. Và khi lúc đó không phải dân sử dụng nước mà còn phải nuôi nông nghiệp nữa. À, và cái hồ bao nhiêu lớn, tốn bao nhiêu kinh phí và phải giải phóng mặt bằng là bao nhiêu thì cái đó mấy anh đâu có tính được.
Nên là có những người thì có những ý kiến như thế này nè. Mình thỏa thuận với Trung Quốc, mình nếu mà thằng Trung Quốc, mày phải ngăn chặn thằng Campuchia, vì đây là cái công trình của Trung Quốc nó giúp đỡ mà. Nếu không là tao bắt tay liên minh với quân sự với Mỹ. Đó, có mấy bác có ý kiến kiểu đó là đó. Mấy bác comment kiểu đó. Mình uy hiếp thằng Trung Quốc, mình dùng ngoại giao uy hiếp với Trung Quốc. Nếu mà mày không ngăn chặn cái công trình của Campuchia thì tao bắt tay với Mỹ. Đó, ý kiến này cũng hay đó, ý kiến này cũng được đó. Nhưng mà mấy bác nhà ta thì không. Mấy bác nhà ta làm gì bắt tay với Mỹ? Bắt tay với Mỹ sợ mất đảng sao? Red Bull làm gì cái điều đó? Red Bull là làm gì lợi ích cá nhân nhiều hơn lợi ích quốc gia? Đã nói đảng phái, một đảng là gì mà họ đặt cái lợi ích đảng phái cao hơn lợi ích đảng quốc gia. Nên ý kiến của bác nó không có tồi. Ý kiến của bác khá hay đó. Khá hay, khá có thể thuyết phục được và có thể tranh cãi được với Trung Quốc với cái vấn đề liên minh quân sự. Nhưng đối với đảng Cộng sản hay là nguyên cái là đảng Red Bull thì họ không đặt cái trọng tâm đất nước lên hàng đầu và họ đặt trọng tâm quyền lợi của đảng lên hàng đầu. Bắt tay với Mỹ thì cái cơ hội đảng phái bị lung lay khá cao và nguy hiểm đảng phái bị mất nên họ sẽ không chấp nhận đâu. Nên họ đâu bắt tay với Mỹ khi lúc đó Mỹ đã nhu cầu nhiều lần rồi. Khi thấy Việt Nam cho Trung Quốc mướn 3 đặc khu, Mỹ đã gửi lời mướn đặc khu cho Việt Nam. Việt Nam đâu có cho. Việt Nam đâu có cho điều đó. Vì Việt Nam rất là sợ cái tác động của Mỹ. Vì Mỹ có cái xu hướng tự do và nó đi nghịch cái đường lối của đảng. Đường lối của đảng là một đảng cai trị. Tao nói mày nghe, dân không có quyền trả lời. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là phản động. Thì nếu có Mỹ vào nó sẽ đòi nhân quyền. Nó làm mấy ông đâu có cai trị được. Nên cái biện pháp của bác nó sẽ không làm. Nếu một cái quốc gia khác thì có thể thực thi được. Nhưng đối với đảng Cộng sản Việt Nam thì xin lỗi, họ sẽ không làm điều đó. Họ không làm điều đó các quý vị. Họ không làm điều đó. Họ hoàn toàn sẽ không vì cái sự lợi ích của đảng và hy sinh gì đâu. Họ sẽ không làm. Có nhiều người thì có những cái ý kiến khác nhau. Trở đối với Nguyên á, có những cái anh ý kiến rất là hay. Đó là chúng ta phải liên minh với cái vấn đề mà kêu là hội đồng của sông Mekong với bảo vệ thiên nhiên để chúng ta có thể tác động đến. Cái đáng tiếc rằng á, cái hội đồng đó, đó nó không đủ mạnh. Cái hội đồng nó không đủ mạnh để tác động với Trung Quốc. Nếu một mình Campuchia không á, thì không nói gì. Một mình Campuchia đố Campuchia dám làm. Nhưng bởi vì sau lưng Campuchia là Trung Quốc và cái hội đồng nó chẳng suy nghĩ gì về Trung Quốc hết. Cái ý kiến của anh là Nguyên đã từng suy nghĩ cái điều đó. Nguyên đã từng nghĩ là chúng ta phải liên kết và chúng ta lên án với vấn đề bảo vệ môi trường và thiên nhiên, về vấn đề sông Mekong, rồi vấn cái tổ chức đó nó có thể làm áp lực. Nhưng mà mình ơn Campuchia thì chúng ta làm áp lực được. Nhưng mà sau lưng Campuchia là Trung Quốc, chẳng có ai làm được gì Trung Quốc hết. Đây là một bài toán rất là khó. Lý do Trung Quốc làm như vậy, giúp đỡ cho Campuchia là bởi vì muốn đánh nền kinh tế của Việt Nam. Đơn giản là thế thôi. Campuchia thì hài lòng bởi vì trong cái thâm tâm của Campuchia thì lúc nào cũng muốn làm Việt Nam chúng ta phải suy yếu. Nên là Campuchia thì rất là hài lòng với cái kế hoạch của Trung Quốc. Mà mục đích của Trung Quốc làm gì? Là để cho Việt Nam phát triển không mạnh. Vì Việt Nam càng mạnh thì Việt Nam có thể tách rời ra khỏi Trung Quốc. Nó đơn giản là như vậy. Việt Nam càng mạnh thì có thể khả năng tách rời ra khỏi Trung Quốc. Và Việt Nam suy yếu thì Việt Nam phải ôm chân Trung Quốc. Bằng cách này cũng là một cái lệnh trừng phạt của Trung Quốc dành cho Việt Nam những năm gần đây đa dạng quá ngoại giao. Thì đây là cái chơi chiêu bài của Trung Quốc. Thì đối với Nguyên là cái công trình này á, thì không, Nguyên thấy hiện bây giờ không có cách ngăn chặn. Cái lỗi nhất của chúng ta là Nguyên nói á, là không dập tắt nó từ đầu. Nên tại sao Nguyên nói đó? Đừng bao giờ làm mọi sự việc phải đi từ đầu. Lên án mọi việc phải lên từ đầu. Và phải tham gia vào những cái vấn đề bảo vệ phái yếu. Khi mình gặp chuyện thì người ta mới bảo vệ mình.
Và bây giờ thì tình trạng cái vấn đề này ở Campuchia họ đã quyết tâm. Bữa nay Hun Sen đã công bố quyết tâm. Hun Sen là quyết tâm là làm cái công trình này, bất chấp giá nào. Thì cái công trình này theo cái báo cáo là 4 năm mà Nguyên đã nói rồi đó. Có thể 5 năm, 6 năm, 10 năm, bao nhiêu năm chúng ta không biết. Nhưng mà nó là thiệt hại cực kỳ nặng nề đến Việt Nam chúng ta. Một cái cực kỳ. Và cái điều đó thì tới bây giờ đó, cái điều mà các Nguyên á, đài báo chí nó cũng có đưa một phần thôi, không có nhiều lắm. Báo Việt Nam cũng đưa một phần, không nhiều lắm. Nhưng người ta không có phân tích tỉ mỉ cái sự thiệt hại cho người dân Việt Nam chúng ta hiểu. Cái điều đó là Nguyên thấy nó sự thiếu sót rất là lớn. Báo chí Việt Nam cũng có đưa, phải thừa nhận cái điều đó. Nhưng mà họ không phân tích tỉ mỉ cho người dân biết cái thiệt hại lớn cỡ nào. Đồng bằng sông Cửu Long nó có thể cạn, phải hiểu cái điều đó. Và nước mặn lúc đó là chỉ có nước biển thôi, nó không còn nước ngọt. Thì cái tình trạng đất nó như thế nào, cái đó không ai phân tích và không ai giải thích cho người dân hiểu là chúng ta đang trong những năm kế tiếp chúng ta sẽ gặp những cái sự khó khăn lớn lao như thế nào. Lớn lao như thế nào. Và tất nhiên nó không phải là trách nhiệm của Nguyên để giải quyết. Một cái quốc gia trách nhiệm là do chính phủ, cái người lấy tiền thuế của dân, cái người đang giữ tiền ngân khối của quốc gia, cái người đang giữ lực lượng quân đội, người đó có trách nhiệm bảo vệ non sông, bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là cá nhân ai đó. Nguyên không có lấy thế đồng bạc nào của nhân dân hết. Nguyên cũng không có quyền lực và vũ khí, và Nguyên không có thể điều động lực lượng quân đội được. Cái điều mà Nguyên nói là Nguyên muốn cảnh báo trước là chúng ta đang gặp những cái sự khó khăn và chúng ta tìm ra những biện pháp là nó phù hợp. Nguyên đã đọc rất là nhiều comment của nhiều quan điểm khác nhau. Thì ai cũng có những cái suy nghĩ riêng. Tất nhiên là có suy nghĩ mà Nguyên thấy là nó không đúng, bởi vì nó không có phù hợp. Và những cái nhận thức cũng giống như nó kia là chúng ta làm quen thì không thể làm quen được cả. Anh không có nước thì làm sao làm quen được. Những cái suy nghĩ như vậy thì đối với Nguyên là cái suy nghĩ nó khá quá tiêu cực. Nó quá buông bỏ, thì làm sao bây giờ. Thôi mình làm quen. Cái điều là chúng ta có cái biện pháp nào khác, bằng cách ngoại giao, bằng cách áp lực chính trị, bằng cách nào đó thỏa thuận. Vì nếu chúng ta nhìn lại là chúng ta sẽ mất đi một cái lượng nước khổng lồ mà dân chúng ta cần để sử dụng. Và cái điều đó thì chúng ta phải tác động đến cái sự lo lắng và người dân có ý thức là họ đang bị đe dọa đến quyền lợi cá nhân. Và cái số lượng đông càng lên tiếng thì mới tác động đến chính phủ và chính phủ mới làm việc tích cực. Cái điều đó ai cũng phải có cái người mà cổ vũ, có cái người thúc đẩy họ mới làm chứ. Thì tại sao Nguyên nói á, Nguyên thực tế là bây giờ là Nguyên đã bỏ tay với mấy bác Red Bull rồi. Vì Nguyên đã nói rồi, không thể nào nói chuyện với Red Bull được. Vì cái nhận thức của Red Bull nó không đâu phải là Red Bull rồi. Thì đâu phải cái nhận thức bình thường đâu. Không thể nói được. Đèn khải tay châu không giúp đỡ được. Nha. Bởi vì họ không cần phân biệt đúng sai về quyền lợi của đất nước. Đâu là đúng, đâu là sai. Họ chỉ cần cãi với mình với một cách không cần biết cái cãi đó nó có lợi gì hay không. Cái điều đó với Nguyên là Nguyên không thích tranh cãi. Vì tranh cãi đối với Nguyên nó phải có một cái gì đó, nó đạt được cái mục tiêu. Ngồi tranh cãi qua anh muốn đúng thì cho anh đúng đi. Nhưng cái người anh cần phải giải quyết chính là chính phủ Việt Nam. Thì hiện bây giờ cho Nguyên nó thẳng nha. Trong cái buổi họp đảng vừa qua. Đó, họp đảng vừa qua các quý vị ở Việt Nam có theo dõi. Có thấy mấy bác nhắc về vấn đề này không? Có thấy mấy bác nhắc về vấn đề này không? Không. Nhắc nhiều thứ lắm. Nhưng cái vấn đề này không bao giờ nhắc. Đài Việt Nam có nói nhiều về vấn đề này không? Không. Cả luôn người miền Tây mà họ còn không biết tin mà. Cả còn nhiều người còn không biết. Cả nhiều người bây giờ ở miền Tây hỏi người ta biết cái kênh đào của Trung của Campuchia không? Có bao nhiêu người biết đâu? Có bao nhiêu người biết bây giờ đi xuống ở miền Tây mà hỏi thử? Có nghĩa là báo chí của Việt Nam, thông tin của Việt Nam quả thật là họ không muốn cho duy lận biết nhiều. Việt Nam chả đưa tin hả? Đó khổ là gì đó. Vì mấy ổng không muốn. Có nghĩa là mấy ổng không có cái giải pháp. Mấy ổng cũng không biết làm sao. Và ổng cũng không báo cho dân biết. Và che lấp càng nhiều càng tốt. Che lấp càng nhiều càng tốt.
Nên tại sao Nguyên nói cách hành xử có nhiều bác nói gì, mày ngon mày làm đi, mày ngon mày làm đi, đúng không? Có nghe câu đó không? Mày ổng xuống đi, kêu mà ổng từ chức hết, dẹp hết. Cơ Nguyên đi bầu cử là Nguyên về, Nguyên bầu cử lại cho làm liền, có tự mình làm đi, không có tiền, không có vũ khí, không có nhân lực, kêu tôi làm cái gì ông nội. Ông tưởng tôi là ông tiên vậy đó, búng tay làm được chuyện. Búng tay làm được chuyện. Muốn làm cái gì là thứ nhất là chúng ta phải là người đang nắm quyền của chính phủ. Chúng ta là người điều hành của đất nước. Chứ kêu một người đi bản thân mình làm ngon, mình làm đi, nói chuyện tào lao không? Cái ông xuống chắc chức hết, ông từ chức hết, tôi bầu cử dân lại, tôi chọn nhân tài lên làm điều hành đất nước. Thì lúc đó tôi là người nắm tiền, nắm quân đội, quấn vũ khí, tôi làm cho coi. Thế mày hỏi ra mày ngon mày làm đi. Cái câu này chắc các vị nghe rất là nhiều đúng không? Đó là cái kiểu là cái tư tưởng của Red Bull nó không cởi mở được. Nguyên nó thực tế là Nguyên bỏ tay mới bắt Red Bull. Vô diễn đàn của Nguyên á là đưa ra những cái quan điểm toàn là tào lao với đau không. Khi đất nước lâm nguy á thì chẳng có thằng cha nào đưa ra một cái kế hoạch gì hết. Ngồi tối ngày cứ bảo vệ cái đảng của mình. Ê tụi ba que nó nói xấu mình kìa. Có bao nhiêu đó thôi à. Tại sao không suy nghĩ là làm sao tao không có xấu để ba que nó không nói. Mà tối ngày ôi thằng đó ba que kìa, thằng đó kìa, thằng đó nói xấu đảng mình kìa. Trời ơi đau quá. Bị bệnh thiệt. Tại sao chúng ta không làm tốt để cho người ta không thể nói được cái gì? Anh là người ngay thẳng làm đàng hoàng, anh sợ ai nói? Anh ăn ở như thế nào mà anh sợ người dân người ta nói anh bịt miệng người ta? Nên tại sao Nguyên nói cái vấn đề miền Nam Việt Nam đó, tại sao Nguyên phải nói là Nguyên nhắc lại nhiều? Vì Nguyên thấy là trong cái diễn đàn bữa trước Nguyên làm một cái khảo sát đó, thì Nguyên thấy 50% người biết thông tin và 50% không biết thông tin. Mà trong đó có người ở trong nước và cả luôn người ngoài nước nữa. Ông Nguyên nói trời ơi, cái chuyện nó lớn như vậy đó, nó ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu triệu dân Việt Nam chúng ta, mà nó ảnh hưởng đến cái bao tử, vì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long á là cái nơi nông nghiệp, nó ảnh hưởng đến cái bao tử của chúng ta mà chẳng có ai biết và chẳng có ai lo hết. Anh nói trời ơi, sống thức là thờ ơ thiệt. Nên tại sao Nguyên nói là phúc cho những người không biết, vì không biết không cần phải lo. Không biết không cần phải lo các thứ vậy. Nhưng cái đó là cái do chính phủ không truyền đạt thông tin một cách rõ nét, chính phủ không tác động đến cho người dân hiểu là cái tình trạng đất nước chúng ta không có một cái sự biểu tình với Campuchia nữa. Tới bây giờ chúng ta không có một cái biểu tình lãnh sự quán Campuchia nữa, thật tế luôn. Những cái trường hợp như vậy mà những quốc gia khác là trời ơi nó biểu tình rầm rộ lãnh sự quán Campuchia rồi. Tới bây giờ người Việt Nam chúng ta còn không biết cái gì hết và cũng chẳng có một sự tác động biểu tình với Campuchia hết. Không có đâu. Các quý vị thấy Việt Nam mà có biểu tình lãnh sự quán Campuchia không? Việt Nam có triệu hồi lãnh sự quán Campuchia để nói chuyện không? Không. Việt Nam có phản bác có. Việt Nam có phản bác và kêu gọi Campuchia trình bày cụ thể hơn cái hồ sơ và cái công trình. Việt Nam có cái điều đó. Cái nào có thì Nguyên nói có. Nhưng không có triệu hồi lãnh sự quán Campuchia lên mà khiển trách. Và người dân của mình cũng chẳng có ý thức và cũng chẳng có biết được thông tin để biểu tình. Vì có biết đâu mà có ý thức. Nên tại sao Nguyên nói á, trách nhiệm của những người giống như Nguyên á, là người trong nước họ nói không được. Người trong nước họ ở trong một cái không gian, họ ở đó họ không thấy được hết. Bầu trời họ không thấy rộng. Vì họ ở trong một cái nơi mà người ta bao vây họ không cho họ nói. Và họ nhìn cũng không được xa. Cái những người ở ngoài giống như Nguyên là cái người may mắn ở một cái quốc gia họ có tự do, và trách nhiệm của người dân Việt Nam là phải nói sự thật và nói những cái vấn đề liên quan đến quyền lợi của đất nước. Và Nguyên phải lên án và phải kêu gọi. Người thích nghe, không nghe đó là chuyện của các quý vị. Các quý vị thấy lời của Nguyên nói chói tai quá, thằng nào lại thấy ghét quá, mặt nó thấy ghét quá. Thì cái diễn đàn của Nguyên nó chưa bao giờ nó đóng cửa hết, cánh cửa nó mở. Thích vào thì vào, thích đi thì đi. Và lời Nguyên nói nó không thay đổi được. Vì mục đích của Nguyên làm chương trình là đem lại cái quyền lợi cho nhân dân. Và những cái gì mà dân không biết, mà Việt Nam nói không được, thì bắt buộc ở ngoài nói. Nguyên đã từng hứa mà, một ngày nào đó Việt Nam cho tự do ngôn luận, thì Nguyên sẽ không bao giờ nói về Việt Nam nữa. Ngày nào đó người dân Việt Nam có tự quyền nói, lên án chính phủ được, phê bình sự sai trái của chính phủ được, mà không bị bắt bớ,
là Nguyên thề không bao giờ Nguyên nhắc một câu. Chớ là Nguyên thấy tội nghiệp, làm cho Nguyên còn nhớ là anh Chí Gâu Đen có nói mẹ gì đâu. Ảnh làm chánh chỉ Yêu Khanh mấy năm nay, Yêu Khanh Nga cũng bị bắt. À, rồi bắt ảnh cái tội danh cách đây không biết bao nhiêu năm về trước. À, rồi à, Sơn Tùng muốn lập ra cái đảng vì Việt Nam thịnh vượng, chưa lập nữa nữa, vô chổng gỡ lịch trời. Đó làm cho nhiều người mà Nguyên đã gửi thời gian gần đây, đó, tiếng đâu, dân mà nói đâu là bị bắt vô gỡ lịch rồi. Tàn, mấy cái người còn lại tàn là mấy dân mà là một là cúi đầu, hai là Red Bull không à. Còn dân thật sự là chỉ có kim nín, im nín thôi. Chú Yên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Thì trong diễn đàn này thì Nguyên cũng muốn tác động nhiều hơn về vấn đề cái kênh đào Phù Nam Echo của Trung Quốc. Xin lỗi, của Trung Quốc là người khai thác công trình nhưng mà làm ở tại Campuchia. Thì muốn tác động lớn để chúng ta biết được và chúng ta hiểu được. Và miệng truyền miệng á, nhiều chuyện mà miệng truyền miệng đó, nó sẽ làm ra một cái tiếng vang trên xã hội. Và cái tiếng vang nó làm cho chính phủ Việt Nam bắt buộc phải có những hành động.